chúng ta thành công khi nào? Không phải là chúng ta kiếm được nhiều tiền về cuối đời, mà chúng ta thành công khi thế hệ tiếp theo của chúng ta thành công. Đó. Xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Xin chào mừng quay trở lại với series Quản lý gia sản cho người Việt của Asianfin Việt Nam. Có một yếu tố hết sức quan trọng trong quản lý gia sản mà các gia đình chúng ta cần quan tâm, đó là tính thế hệ ở trong, đặc biệt là ở trong một cái đất nước mà coi trọng cái truyền thống gia đình như Việt Nam. Và đây cũng chính là lý do mà Asianfin đặt tên cho series này là quản lý gia sản, chứ không phải là quản lý tài sản hay quản lý tài chính. Và trong nội dung ngày hôm nay, kính mời quý vị anh chị chúng ta cùng với Asianfin tìm hiểu về góc nhìn quản lý gia sản giữa các thế hệ, sự chuyển giao di sản và lập kế hoạch cho tương lai như thế nào để duy trì và phát triển sự thịnh vượng từ đời này qua đời khác. Xin chào anh Phúc ạ. Xin chào Nam. Vâng. Ở trong quá trình chuẩn bị nội dung cho tập ngày hôm nay thì Nam có thực hiện một số cái nghiên cứu nhỏ nhỏ về để có cái nhìn tổng quan hơn về cái chủ đề này tại Việt Nam. Và Nam thấy có một cái điểm thú vị như thế này này. Đó là có rất nhiều người đưa ra và ủng hộ cái quan điểm cho rằng cha mẹ Việt nên để cho đời cua thì cua máy và đời cái thì cái đào. Anh nghĩ sao về điều này? Và nó thì có, liệu đây thì có phải một quan điểm phù hợp đối với quản lý gia sản tại Việt Nam hay không? Vâng, rõ ràng đây là một cái quan điểm khá là phổ biến ở tầng lớp trung lưu đổ lại. Không những ở Việt Nam mà trên toàn thế giới đều như vậy. Tuy nhiên thì cái quan điểm này thì thực sự là tôi thì cũng không được ủng hộ, cũng như là không đánh giá cao cái quan điểm này. Bởi lẽ con người chúng ta hiện nay đang gọi là đứng đầu chuỗi thức ăn, hay nói cái khác là thống trị thế giới. Thì để đạt được cái điều đó, đó là một cái sự kế thừa, tiếp nối biết bao nhiêu đời, hàng ngàn năm, hàng chục ngàn năm thì chúng ta mới đạt được cái vị thế bây giờ. Thì trong đó một cái vai trò vô cùng quan trọng, đó là thế hệ trước dẫn dắt thế hệ sau và tu bổ, đào tạo, huấn luyện, thúc đẩy thế hệ sau, và cứ thế hệ sau lại kế thừa thế hệ trước và đạt được những cái thành tựu lớn hơn, và xã hội mới phát triển được đến như bây giờ. Còn nếu mà chúng ta không có cái sự liên kết như vậy, không có sự dẫn dắt các thế hệ sau như vậy, thì rõ ràng con người chúng ta có khi bây giờ lại là nằm ở giữa hoặc cuối chuỗi thức ăn cũng nên. Đó. Bởi vậy cho nên những cái quan điểm như thế tôi thấy là phổ biến, nhưng nó không thể giúp cho xã hội phát triển và không thể giúp cho gia đình phát triển. Nếu nhìn qua các cái gia tộc thành công nhất trên thế giới hiện nay thì họ đều có cái việc là huấn luyện, đào tạo các cái lớp kế cận một cách rất là cẩn thận, chỉn chu, và từ đó cái thịnh vượng của gia đình đó được lan tỏa ra nhiều đời, và cái đất nước đó thì cũng được hưởng lợi rất nhiều từ những cái người có cái tư duy, tư tưởng và thực hiện như vậy. Thế do đó rằng nếu như chúng ta mong muốn rằng gia đình chúng ta, gia tộc chúng ta, đất nước chúng ta phát triển một cách mạnh mẽ, có thể xứng vai với cường quốc năm châu chẳng hạn, thì chúng ta cần phải đặc biệt chú trọng đến cái vấn đề đào tạo những cái đội ngũ kế cận để có thể kế thừa cũng như phát huy những truyền thống của cha ông và tiến lên phía trước. Vâng, bản thân em thì hết sức là chia sẻ cái quan điểm với anh. Đó là trong gia đình thì chúng ta cần hết sức nêu cao cái, đặc biệt là cái góc độ đào tạo và hỗ trợ cho cái thế hệ tiếp theo, đặc biệt là các bạn trẻ. Bên cạnh đó thì có lẽ ở trong góc độ này, chúng ta khi mà nhìn nhận sang cái phía bên cạnh một chút xíu thì nó ở trong một cái câu chuyện, đó là nước Việt Nam chúng ta thì có lẽ là đời cha ông chúng ta quá là vất vả, trải qua chiến tranh rồi bắt đầu bắt tay vào xây dựng đất nước cách đây mấy chục năm thôi, và cái thế hệ đó mọi người quá là gian khổ. Đó, thành ra khi mà trong cái câu chuyện như bây giờ có nhiều gia đình ấy, là đời cha ông bố mẹ đã quá là khổ rồi, nên là muốn là mọi người vẫn hay nói là dành những điều tốt đẹp nhất cho con cái của mình. Đó, và thường mọi người có xu hướng là bao bọc quá. Đó, để chẳng khiến cho là có một cái thế hệ các bạn trẻ lớn lên thiếu tương đối nhiều thứ, từ kỹ năng, kiến thức để tự xây dựng cái sự nghiệp rồi cái công việc của mình. Đó, thành ra là bố mẹ mà bao bọc con quá thì tạo ra một cái thế hệ mà tương đối là yếu đuối và không có nhiều
như cái phần chia sẻ của anh, tức là bị thiếu nhiều thứ để có thể là tự mình đứng ở trên đôi chân và tự gây dựng lên những cái thành công và những cái thành tựu của riêng mình có. Thì cái việc này nếu mà nó thái quá thì nó sẽ không tốt, như ở trong rất nhiều những cái nội dung mà Nam có tìm hiểu nó như vậy. Còn góc độ của anh Phục đưa ra đó, chúng ta tìm hiểu những cái thứ gì mà nó thực sự nó đang diễn ra trên thế giới, những cái tham khảo góc nhìn cách làm của các gia tộc trên thế giới, và thậm chí ở Việt Nam hiện tại cũng có rất nhiều gia đình gia tộc làm tốt việc này đó. Chúng ta sẽ trao đổi kỹ hơn ở phần sau đó. Thì vừa rồi là quan điểm của anh Phục về cái nội dung mà chúng ta nói về cái câu chuyện mà rất nhiều cha mẹ có đưa ra và thảo luận ở trên các cái kênh internet, nên làm thế nào với gia sản, với tài sản của gia đình, và nên làm thế nào với cái sự cái tính thế hệ ở trong cái câu chuyện này, thì chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn ở phần sau. Và thưa quý vị anh chị, có lẽ là trước khi bắt đầu nội dung của ngày hôm nay thì xin phép cho Nam, cho anh Phục và ekip của EZFIN, có lẽ là chúng tôi còn về tuổi đời ấy, còn tương đối là trẻ, và cũng tuy nhiên ở trong cái nội dung của cái tập này thì cũng xin phép mạo muội là chia sẻ những góc nhìn của cá nhân, của đội ngũ, cũng như là những cái thông tin tương đối là khách quan, để chúng ta có được những cái nhìn nó cụ thể hơn về câu chuyện là chuyển giao cái di sản mang tính thế hệ ở trong gia đình và lập kế hoạch cho tương lai như thế nào. Và cũng rất mong là dưới cái phần bình luận của các cái ở dưới các cái kênh truyền thông thì quý vị anh chị, đặc biệt là thậm chí là các cô chú, các bác có thể là giúp đội ngũ EZFIN đưa ra thêm những cái quan điểm, góc nhìn của mình, đặc biệt là trong cái câu chuyện này thì anh Phục cũng như Nam cũng sẽ rất là muốn có được những cái chia sẻ cụ thể hơn của những người mà từng trải hơn rất nhiều. Vâng. Và ở phần đầu tiên anh Phục, có lẽ chúng ta sẽ đi sơ qua một chút về cái thực trạng, những cái góc nhìn sơ bộ về câu chuyện về quản lý gia sản, cái tính thế hệ di sản như thế nào tại các gia đình ở Việt Nam. Thì dưới góc nhìn của một gia đình thì anh nghĩ là cái sự quan trọng của quản lý gia sản nó như thế nào đối với các gia đình, đặc biệt ở Việt Nam chúng ta? Thực sự có thể nói nếu như trước đây vào những cái giai đoạn loạn lạc, chiến tranh, thì cái việc quản lý gia sản thì nó không phải là cái yếu tố bức thiết nhất, cần thiết nhất. Bởi vì lúc đó chúng ta cần phải tìm được độc lập cho đất nước, rồi chúng ta gọi là làm sao mà cho đủ ăn đã, thì chưa thể nghĩ đến những cái chuyện sâu xa hơn. Tuy nhiên từ khi Việt Nam mở cửa kinh tế, và kinh tế của chúng ta có những bước phát triển có thể nói là thần kỳ, và từ đây tạo ra rất nhiều những cái gia đình, những cái đơn vị mà có được cái sức khỏe kinh tế tốt. Thậm chí là ở Việt Nam hiện nay cũng có khá nhiều các cái tỷ phú đô la. Thế từ đó mới nảy sinh ra cái câu chuyện, chúng ta ok đã vượt qua cái giai đoạn khó khăn đói nghèo rồi, thì bây giờ tiến dần đến cái giai đoạn làm giàu, thì làm sao để chúng ta có thể duy trì được cái sự giàu có, thậm chí phát huy được cái sự giàu có một cách mạnh mẽ hơn, để từ đó tránh cái việc lại phải quay lại những cái thời kỳ khó khăn. Đó là một cái điều vô cùng bức thiết. Thế do đó rằng cái việc quản lý gia sản sẽ ngày càng quan trọng hơn và ngày càng hữu dụng hơn đối với chúng ta, đối với chúng ta ở Việt Nam. Và cái việc quản lý gia sản này có làm tốt được thì các cái thế hệ con cháu của chúng ta mới có thể gọi là vươn mình và phát triển ra thế giới, cũng như đưa Việt Nam trở nên hùng cường hơn ở trên thế giới trong tương lai. Vâng, cảm ơn anh. Nó có một cái thông tin gần đây mà chúng ta cũng có, thực ra EZFIN cũng đã thông tin trên các cái kênh truyền thông, thì tại Việt Nam thì bất động sản là cái kênh tài sản mà các gia đình mà chiếm nhiều nhất trong cái tỷ trọng đầu tư của các gia đình. Thì anh có thể lý giải là vì sao lại như vậy, và ngoài cái kênh bất động sản ra thì một gia đình Việt Nam hiện tại thì thường mọi người có những cái tài sản nào trong cơ cấu của mình? Vâng, trước tiên thì tôi xin phép là giải thích một chút về cái thuật ngữ quản lý gia sản, bởi vì từ lúc nãy đến giờ chúng ta cũng nói về nó, nhưng mà thực sự nó là một cái khái niệm khá là mới và không phải ai cũng đã nắm được. Thì quản lý gia sản ở đây thì nó bao gồm hai phần. Một phần là gia đình, gia tộc. Phần thứ hai đó chính là tài sản. Tức là làm sao chúng ta vừa phát triển cái truyền thống gia đình, gia tộc của chúng ta, kèm với đó là cái tài sản của chúng ta được trường tồn, được thịnh vượng một cách lâu dài. Thì đó chính là quản lý gia sản. Thì trong cái
quản lý gia sản đó. Ở phần tài sản thì người Việt Nam của chúng ta rất ưa chuộng, đó chính là bất động sản. Sở dĩ có được cái điều này là do cái truyền thống không những của người Việt Nam mà là người Á Đông nói chung. Những người xuất phát từ nền kinh tế nông nghiệp, tức là gieo trồng, cày cấy để có thể có được cái kế sinh nhai cũng như làm giàu. Thì từ đó người ta thấy rằng, ồ, cứ có đất, tức là có được công cụ lao động, có được tư liệu sản xuất và có được một cái cuộc sống ấm no. Thì từ cái truyền thống đó, thì đến ngày nay khi hiện đại hơn thì người ta cũng vẫn duy trì nó, thậm chí còn phát triển nó hơn nữa. Từ việc là đất cày cấy chuyển sang là đất ở, đất du lịch rồi vân vân. Thì từ đó bất động sản là một cái gì đó không thể thiếu đối với những gia đình, gia tộc mà có cái tiền tài mạnh mẽ, có cái tài sản lớn được. Đó là trong quá khứ. Tuy nhiên thì hiện nay thì cũng có thêm nhiều cái tài sản khác mà được họ rất là quan tâm, rất chú ý. Trước tiên đó là cũng là kế thừa từ truyền thống cha ông, đó là cũng cần sự chắc chắn. Thì các gia đình cũng sở hữu một lượng vàng nhất định để phòng ngừa những lúc mà chiến tranh, những lúc mà vô cùng khó khăn, thì lúc đó chỉ có vàng mới có thể có giá và đổi ra được thức ăn, đồ uống và các thứ thôi. Đó là cái tài sản thứ hai khá là phổ biến trong dân ở Việt Nam. Và theo những cái tư liệu tôi tìm được, tất nhiên là cũng không có những cái thống kê chính thức, đó là ở Việt Nam hàng năm đâu đó nhập vàng về rất nhiều. Tuy rằng nhà nước của chúng ta rõ ràng đã cấm nhập vàng rồi, nhưng các cái con đường nhập lậu vàng phải nói hoạt động rất mạnh mẽ. Và anh chị có thể thấy là trong những cái giai đoạn kinh tế khó khăn, đồng đô la tăng giá rất mạnh ở Việt Nam, đặc biệt là ở chợ đen đó, thì cái nguyên nhân chính nhất của đồng đô la tăng giá đó chính là người ta cầm tiền đó đi, người ta nhập vàng lậu đấy. Thế do đó khiến cho cái đồng đô la biến động rất mạnh. Từ đó cũng minh chứng rằng Việt Nam là một trong những nước có cái việc tỷ lệ tiêu thụ nhập vàng rất lớn cùng với Ấn Độ. Và tích trữ trong nhà dân bây giờ tôi cũng chia sẻ là gần như nhà nào cũng phải có vàng đó, thậm chí có những nhà có hàng ngàn cây vàng hoặc nhiều hơn cơ. Đó là cái kênh tài sản thứ hai cũng rất phổ biến. Và cái kênh tài sản thứ ba nó mới hơn một chút, đó chính là kênh gửi tiết kiệm. Thì hiện nay như chúng ta đã biết, anh Nam đã biết, đó là hết năm 2013, lượng tiền gửi tiết kiệm ở trong ngân hàng lên đến khoảng độ 14 triệu tỷ. Thì trong đó có một nửa là từ cá nhân, từ dân cư, tức là khoảng 7 triệu tỷ. Quy mô tương đương với khoảng độ gần 300 tỷ đô la, tức là bằng với 2/3 so với GDP của đất nước chúng ta là để trong gửi tiền gửi tiết kiệm. Thì ngoài ba cái kênh phổ biến nhất đó ra thì hiện nay có những cái kênh mới khác, ví dụ như là kênh liên quan đến gọi là các cái bức tranh, tác phẩm nghệ thuật chẳng hạn, thì cái giới siêu giàu cũng đã bắt đầu tích lũy các cái bức tranh đó. Thì tôi có những người anh chơi cùng là chủ tịch các tập đoàn, thì các anh ấy thậm chí có cả một cái phòng tranh riêng để các anh sưu tầm những cái bức tranh quý của các cái nghệ sĩ như là Bùi Xuân Phái chẳng hạn, hay là của các cái nghệ sĩ đời đầu mà bây giờ các cụ ấy đã mất. Thì khi đó cái tranh ấy nó rất có giá, rồi là những cái tranh ấy nó còn mang lại một cái ý nghĩa về tinh thần vô cùng lớn đó, các cái bộ sưu tập. Rồi tiếp theo nữa là có một cái kênh như chúng ta, như AZFIN hay chia sẻ đến quý nhà đầu tư, đó chính là kênh đầu tư cổ phiếu. Thì hiện nay cái quy mô thị trường chứng khoán của Việt Nam chúng ta cũng lên đến 250 tỷ đô la. Thì trong đó nhà đầu tư nước ngoài đâu đó nắm khoảng 3-40 tỷ đô. Còn lại đó chính là trong nước nắm lên đến 200 tỷ đô la, cũng rất lớn. Mà đó chỉ là những cái doanh nghiệp đã niêm yết thôi. Còn ngoài kia thì cũng còn rất nhiều các cái doanh nghiệp chưa niêm yết nữa. Thế do đó cái kênh tài sản liên quan đến cổ phần, cổ phiếu thì tôi đánh giá là cái quy mô của nó thậm chí nó còn to thứ hai Việt Nam chỉ sau bất động sản mà thôi. Thì trên đây là những cái kênh chính mà các hộ gia đình của chúng ta thường hay sở hữu. Vâng, cái phần chia sẻ của anh Phục thì có lẽ chúng ta sẽ thấy một số những cái điểm nó tương đối là đặc biệt, nét riêng có với văn hóa Đông, đặc biệt là với cái truyền thống gia đình ở Việt Nam, như câu chuyện về tích lũy vàng chẳng hạn. Đó, nếu với cái con số mà anh Phục đưa ra đâu đó ước lượng cho cái phần tích lũy vàng
chúng ta không có thông tin đó, nhưng mà cái phần liên quan đến gửi tiết kiệm của các hộ gia đình tại ngân hàng, con số này mà so sánh với GDP đúng không? Thì nó sẽ ra một cái bình thường như chúng ta vẫn hay thấy về cái công thức về GDP đúng không ạ? Đó thì nó tương đối là khó đánh giá. Đó. Với cộng đồng quốc tế nhìn vào thì sẽ có những cái quan điểm, chắc là ông Việt Nam ông ấy nền kinh tế ngầm hoặc cái gì đấy của ông ấy nó hơi đặc biệt. Đó. Đương nhiên kinh tế ngầm như góc nhìn của anh Lê Chí Phúc có một lần anh cũng chia sẻ là nước nào cũng có. Tuy nhiên mà nó có đến mức độ hay là đặc sắc như Việt Nam hay không thì đó, cái đó thì có lẽ là quý vị anh chị có thể chia sẻ thêm ở trong cái phần comment xem là với đặc thù với gia đình mình nó có như anh Phục nói hay không. Đó. Vâng. Thì vậy ở một góc nhìn tổng quan ạ, thì anh đánh giá như thế nào về cái thực trạng của câu chuyện quản lý gia sản đấy, giữa các thế hệ tại Việt Nam? Đó. Anh thấy nó như thế nào? Có điểm gì tốt và điểm gì hạn chế? Vâng, về cái việc quản lý gia sản ở Việt Nam thì về cái câu chuyện này thì như tôi vừa chia sẻ thì cũng mới có cách đây khoảng độ 10 năm, 20 năm trở lại đây, khi mà kinh tế phát triển, người dân giàu có lên. Và hiện nay thì theo một cái thống kê không chính thức chúng tôi cũng có làm, nếu mà tính cả cái giá trị bất động sản mà các cái hộ gia đình sở hữu thì ở Việt Nam đâu đó có lẽ không dưới 300 đến 400 tỷ phú đô la đâu. Đấy, thực sự là như vậy. Con số này thì quý vị nghe có vẻ rất giật mình, nhưng mà tôi cũng chia sẻ như này, có những cái doanh nghiệp ấy lợi nhuận mỗi năm chỉ vài chục tỷ thôi, trăm tỷ thôi. Định giá doanh nghiệp thì nếu có niêm yết thì cũng 1-2 ngàn tỷ thôi, nhưng mà thực sự ông chủ của doanh nghiệp đó thì sở hữu bất động sản thì bạt ngàn, quy ra phải đến 2-3 tỷ đô. Và thực sự là tôi cũng được gặp nhiều anh chị như vậy, thì cuối cùng mình mới mở mắt ra, mình mới biết à nhiều như thế, chứ không phải là như Forbes thống kê đâu đó có 5-6 tỷ phú đô la đâu. Đó chỉ là bề nổi của một tảng băng chìm thôi. Thì điều đó cũng cho thấy là cái kinh tế ngầm rất lớn. Và từ cái việc là ở Việt Nam cũng rất nhiều các cái hộ gia đình rất giàu có như thế, thì từ đó thì mới nảy sinh là cái vấn đề quản lý gia sản. Thì cũng rất nhiều các anh chị cũng tôi gặp thì cũng có mong muốn là cũng tư vấn thêm một chút về cái vấn đề quản lý gia sản đó. Bởi vì các anh chị trước đây giàu có chủ yếu là nhờ vào một cái kênh nào đó, hoặc nhờ vào những cái cơ hội nào đó. Đúng rồi. Thì do đó là sau khi mà có được một cái lượng tài sản rất lớn thì lại gặp tương đối khó khăn trong cái vấn đề quản lý gia sản. Nhiều người cho rằng bảo là đừng dạy người giàu cách tiêu tiền hay sử dụng tiền. Nhưng mà thực sự tất nhiên là họ rất là tài năng, họ rất giỏi. Tuy nhiên thực sự cái việc quản lý gia sản của họ thì về cơ bản vẫn mang tính chất tự phát, vẫn mang tính chất gọi là theo kinh nghiệm là chính, chứ chưa mang tính chất gọi là quy củ bài bản một cách tổng quan và hướng đến cái câu chuyện lâu dài và bền vững. Thế do đó rằng là về cái mặt lợi thì rõ ràng là ở Việt Nam thì về cơ bản những gia đình giàu có, những gia đình đó có điều kiện thì họ cũng đã gọi là đa dạng hóa các cái tài sản nhất định của mình, và họ cũng đã gọi là xây dựng được những cái tài sản mang đầy đủ các tính chất từ thanh khoản đến dòng tiền đến tăng trưởng chẳng hạn. Nhưng về cơ bản tổng thể thì họ vẫn khá là yếu trong cái việc đó là có thể giúp các cái kênh ý sinh lời một cách bền vững. Rồi là họ cũng khá yếu trong cái việc là tỷ lệ phân bổ giữa các kênh thì đang bị quá lệch. Ví dụ bất động sản nhiều gia đình lên đến 95% chẳng hạn. Tất nhiên kênh đó là một kênh tốt, nhưng mà điều đó lệch quá thì nó cũng không mang lại cái hiệu quả cả. Rồi là nhiều gia đình rõ ràng quy mô tài sản rất lớn, nhưng cái câu chuyện họ chưa được ở đây, đó là cái truyền cho cái lớp kế cận. Đấy là cái vấn đề lớn nhất trong cái quản lý gia sản ở Việt Nam. Thì tôi cũng có gặp một vài anh chị cũng là tỷ phú đô rồi. Thì trước đây khi các anh chị làm ăn thì rất bận rộn, thế là còn các anh chị bỏ sang Mỹ cho học, bỏ sang Anh cho học. Thế thì các bạn ấy cần gì thì anh chị cần một cái anh chị bắn cho 5-7 luôn. Thế cuối cùng bây giờ không đào tạo các bạn ấy ngay từ nhỏ, và cuối cùng khi bây giờ các bạn ấy lớn, các anh chị có tuổi, thì bây giờ muốn chuyển giao cho con thì vô cùng khó và không thể chuyển giao nổi. Bởi vì đã đào tạo gì các bạn đâu. Bởi vì các anh chị nuôi các bạn ấy với vai trò là người cấp tiền chứ không phải là bố mẹ thực sự của các bạn ấy. Đó, thế thành ra bây giờ rất khó có thể chuyển giao. Rồi ngoài ra thì ngoài cái việc đào tạo đi ra, còn cái việc là bây giờ cũng nhiều anh chị gọi là bỏ tài sản khắp nơi. Thế thành ra cuối cùng bây giờ không thể quy hoạch lại, gọn gàng lại để có thể chuyển giao tiếp. Thì đó chính là những cái vấn đề được và chưa được
trong cái vấn đề quản lý gia sản ở Việt Nam hiện nay? Vâng ạ, xin phép quý vị anh chị là ở trong cái phần chia sẻ của anh Phục thì Nam tóm gọn lại một chút. Câu chuyện về quản lý gia sản tại Việt Nam là một cái thuật ngữ tương đối mới. Như anh Phục có đưa ra một con số, đó là cỡ khoảng 10 năm là nhận được cái sự quan tâm và bắt đầu các gia đình, các gia tộc có được những cái bắt đầu suy nghĩ đến và có thực hiện các cái câu chuyện khác nhau. Đó, và thực tế thì mọi người cũng đã có những cái sự phân bổ về tài sản, có cái sự đa dạng. Như anh Phục có nhắc ở phần hồi trước đó là có bất động sản, có vàng, có cổ phiếu, đó, có các cái tài sản quý, nghệ thuật. Đó. Tuy nhiên thì câu chuyện ở đây nó dừng lại ở đấy thôi, và khi mọi người sẽ gặp lúng túng về các cái chi tiết hơn, đó là tỷ lệ phân bổ như thế nào và làm sao để cho nó tăng trưởng trong dài hạn thì chưa có. Đó. Và cái câu chuyện tiếp theo đó là cái tính thế hệ, là cái mà chúng ta nhắc đến ngày hôm nay. Đó. Từ bố mẹ đến con cái, hoặc thậm chí là xa hơn nữa, là có cái sự chưa được hòa hợp và chưa được thống nhất, và nếu mà lâu dài nó có thể dẫn đến cái sự đứt gãy của thế hệ. Vâng, thì chúng ta sẽ cùng trao đổi kỹ hơn ở trong cái phần nội dung sau. Đó, thì ở phần thứ hai, anh Phục ạ, cái câu chuyện về lập kế hoạch cho tương lai của gia sản, của tài sản của gia đình mình, của gia tộc mình, nó nên bắt đầu từ bao giờ về mặt thời điểm, cũng như là những ai thì nên tham gia vào quá trình này? Thực ra về cái câu chuyện liên quan đến gia sản thì để bắt đầu tốt nhất chính là lúc còn trẻ. Lúc còn trẻ, lúc bắt đầu hết 18 tuổi, bước vào trường đại học, thì ngay từ lúc đó thì chúng ta cũng cần phải lập ra những cái kế hoạch rất rõ. Cái quản lý gia sản ở đây nó phải bao gồm từ cái đầu tiên là định hướng nghề nghiệp đấy. Định hướng nghề nghiệp của chúng ta như thế nào. Rồi sau đó rồi đến cái công việc, là khi mà đi làm việc thì bắt đầu có tiền, thì liên quan đến việc là phân bổ tài sản như thế nào cho sinh sôi nảy nở một cách tốt hơn. Rồi sau đó thì liên quan đến cái kế hoạch đó là kết hôn. Đó, kết hôn thì nhiều người cứ nói là bây giờ người ta rất thực dụng. Nhưng tôi cho rằng là cái điều đó cũng là một cái điều phù hợp với một cái xã hội phát triển. Đó, thì cần cái đó thì cũng cần phải tính toán. Cũng cần phải chú ý rất là kỹ lưỡng. Rồi sau cái việc kết hôn đó thì lại đến cái việc sinh con. Đó, sinh con thì cũng lại phải có kế hoạch. Rồi là từ cái việc là học hành như thế nào, định hướng cho con ra sao, vân vân. Đúng không ạ? Sao cho phù hợp với hoàn cảnh kinh tế, cũng như phù hợp với cái mục tiêu lâu dài. Và sau khi con lớn hơn ấy, thì liên quan đến cái việc là lúc ấy nếu có doanh nghiệp thì chúng ta liên quan đến cái việc làm sao xây dựng cái tài sản cái doanh nghiệp ấy, có thể truyền cho các con chẳng hạn. Rồi ngoài ra khi mà gia đình của chúng ta đã tương đối là ổn trong cái kế hoạch đó, thì chúng ta lại liên quan đến một cái gọi là gia đình lớn hơn. Tức là xung quanh chúng ta, anh em, bố mẹ, các cháu, vân vân. Đúng không ạ? Rồi xa hơn nữa là cái kế hoạch có thể là mình đồng hành cùng đó chính là cả cái dòng họ gia tộc. Rồi thậm chí là có các cái hội nhóm, ví dụ như là hội trường cũ này, hội đồng hương, hội vân vân. Thì nếu mà làm được những cái thứ như thế thì về cơ bản nó sẽ rất là hiệu quả cho chúng ta. Bởi vì như các cụ có chia sẻ là muốn xây nhà cao thì phải xây cái móng vững. Chứ không phải là một mình chúng ta có thể chạy một cách rất là nhanh chóng và chúng ta đến đích. Và ở Việt Nam của chúng ta có một cái điều gọi là gần như ăn vào máu của chúng ta. Đó là chúng ta thành công khi nào? Không phải là chúng ta kiếm được nhiều tiền về cuối đời, mà chúng ta thành công khi thế hệ tiếp theo của chúng ta thành công. Đó. Thế do đó là về cái câu chuyện này thì cần phải lập được cái kế hoạch về quản lý gia sản sớm nhất có thể, và thực hiện từng bước nó phù hợp với từng giai đoạn, để từ đó chúng ta tiến gần hơn đến cái việc gọi là xây dựng được cái tài sản trường tồn một cách lâu dài. Tất nhiên thì tôi cũng như anh Nam thì còn khá trẻ, và cũng gọi là đang trong quá trình thực hiện cái điều đó, chứ cũng chưa phải là đạt được một cái thành tựu gì cả. Nhưng mà những cái vấn đề đó thì tôi cũng có nghiên cứu cũng khá nhiều ở các cái gia tộc ở trên thế giới mà họ rất là thành công. Thì đó là những cái bài học mà chúng ta cần phải áp dụng vào bản thân chúng ta. Tuy nhiên thì nếu mà quý vị mà chưa có thể gọi là áp dụng được từ sớm, thì cái thời điểm áp dụng tốt thứ hai đó là ngay bây giờ, và không bao giờ là quá muộn cả. Nếu mà có cô chú nào năm nay 65, 70 chẳng hạn,
muốn áp dụng thì cũng rất tốt. Đó là cô chú hãy áp dụng cho cháu cô chú anh chị, đúng không ạ? Áp dụng cho thế hệ cháu đi. Đó, thế từ đó là vẫn có thể là xây dựng được cái việc quản lý gia sản tốt cho gia đình mình, gia tộc mình. Vâng, phần của chia sẻ của anh Phục thì có nhắc đến cái, nói chung là cái câu chuyện của việc là quy hoạch, kế hoạch này thì nên có sự tham gia của gần như là tất cả các thế hệ trong gia đình. Thậm chí anh Phục còn mở rộng ra câu chuyện của dòng họ, của các cái anh chị em rộng hơn, thậm chí là quy mô của những cái tổ chức mang tính xã hội hơn chút, như là các cái hội trưởng cũ hay là gì gì đấy. Nếu mà chúng ta có thể chia sẻ được, hỗ trợ nhau thì rất tốt, đúng không ạ? Ở trong câu chuyện này thì Nam muốn hỏi anh Phục một cái câu hỏi, đó là nói thì như vậy, tuy nhiên ở Việt Nam thì ở trong các cái gia đình ấy, có lẽ là có một cái hiện tượng nó vẫn hiện tại nó vẫn còn khá phổ biến, là cha mẹ thì rất ngại nói chuyện tiền bạc với con cái, coi như là cái việc mà nói chuyện về tiền với con khi còn sớm đấy, khi con còn nhỏ thì nó dễ làm con sinh hư. Thế anh nghĩ sao về việc này? Vâng, tôi rất là thông cảm với cái quan điểm này. Nó cũng gần giống cái quan điểm trước đây chúng ta nói về giáo dục giới tính. Cha mẹ rất là ngại nói với con về các cái chuyện là giáo dục giới tính như tình dục vân vân. Thế từ đó thì đặc biệt là nảy sinh ra câu chuyện như này. Từ lớp 1 đến lớp 12 hay thậm chí vào đại học, 4 năm đại học thì lúc nào cũng ngăn cản cấm con phải yêu. Con không được yêu đâu nha, con mà thế này thế kia thì bố mẹ sẽ thế này thế kia vân vân. Nhưng mà rất là lạ, thì sau khi ra trường 1-2 năm lại bảo sao không dắt người yêu về nhà, sao không lấy chồng lấy vợ đi. Đó, thì cái câu chuyện đó ở trong cái việc là tài chính cũng vậy. Tôi gặp rất nhiều các anh chị, thậm chí là chủ các doanh nghiệp rất lớn, quy mô tài sản lên đến cả vài ngàn tỷ. Thì con các anh chị hỏi anh chị, bố ơi mẹ ơi, nhà mình kiếm được nhiều tiền không? Thì thứ nhất là các bạn ấy tò mò. Thứ hai là một số bạn ấy, các bạn ấy có ngay những cái khiếu mong muốn được gọi là kinh doanh kiếm tiền từ nhỏ. Đó, thế thì các bạn ấy muốn hỏi bố mẹ, nhưng bố mẹ lại không hiểu chuyện đó. Bố mẹ lại cho rằng, nếu nó biết về tiền sớm thì nó lại dễ hỏng, nó dễ hư. Đúng không? Việc của nó bây giờ là phải học đi. Đừng có quan tâm đến chuyện khác. Thì quay lại cái câu chuyện là liên quan đến thừa kế. Có một số, tôi cũng gặp một anh tỷ phú như thế thôi. Đó, thì con anh ấy thì hết lớp cấp 2 thì anh ấy đưa đi Mỹ để học. Cần một đồng anh ấy nó gửi cho hẳn 3 đồng. Sang Mỹ anh mua luôn cho một cái biệt thự mà ở. Cần mua các cái thiết bị anh ấy vứt luôn cho vài chục ngàn đô, trăm ngàn đô. Mua những thiết bị tối tân nhất, đắt nhất để phục vụ học. Anh ấy nghĩ thế là tốt nhất. Đó, thì anh ấy không có thời gian đào tạo con vân vân. Thế thành ra bây giờ khi mà bạn ấy đã 25 tuổi rồi, bạn ấy về Việt Nam, thì anh ấy rất là muốn đưa bạn ấy vào kinh doanh, vào vân vân. Nhưng mà rất tiếc bây giờ là không thể đưa nữa rồi. Bởi vì sao? Bởi vì cái tư duy của bố mẹ và con đã bị cắt đứt một cái thời gian quá dài. Và bố mẹ bây giờ thì lại nói đến những cái chuyện rất vĩ mô, chuyện rất lớn lao. Nhưng mà bạn ấy thì vừa mới ra trường và bạn ấy đã tiếp xúc với kinh tế gì đâu. Thế thành ra bạn ấy cũng lại không hiểu được chuyện đó. Và cuối cùng không thể có cái sự gặp nhau và chuyển ra. Đó, thì cái điều đó tôi cho rằng đó là một cái sai lầm, cần phải cải thiện ngay lập tức. Thay vì cái câu chuyện đó là để không có tai nạn giao thông thì tránh đi tham gia giao thông, đúng không? Thì bây giờ vấn đề ở chỗ chúng ta phải đào tạo cái cách tham gia giao thông ngay từ nhỏ, thì từ đó để hạn chế cái tai nạn giao thông chứ không phải là cấm. Tương tự như thế, cái vấn đề quản lý tiền bạc ấy, nó là một cái điều rất hay. Đào tạo cho con ngay cả từ, nếu sớm nhất là từ 4 đến 5 tuổi, có những cái việc rất là phù hợp, có những cái tài chính rất là phù hợp cho con. Và giáo dục con về từ tư duy đến hành động. Thì tôi lấy ví dụ như này, ở Việt Nam thì cũng có một số gia tộc có truyền thống kinh doanh đã đến 4 đến 5 đời rồi. Họ làm rất thành công. Và thực sự là tôi cũng chơi khá là thân cùng với các cái bạn thế hệ gọi là thứ tư, thứ năm trong gia tộc đó. Thì đây có thể là một cái bài học mà quý vị có thể tham khảo. Đó chính là bố mẹ các bạn ý, ngay từ cấp 1, cấp 2, cấp 3 cũng đã khuyến khích các bạn ấy là nghĩ cách là gọi là vừa học lại vừa nghĩ cái cách kiếm tiền hay tư duy đi. Thì ví dụ các bạn ấy có thể là đi mua kẹo hay đi mua những cái đồ chơi mà các bạn đồng trang lứa thích. Thế thì bạn ấy mua buôn về, bạn ấy bán lẻ ra
để bạn ý gọi là có thêm gọi là những cái đồng thu nhập. Ở đây không phải là để kiếm tiền, mà để các bạn làm quen đi với cái việc môi trường kinh doanh chẳng hạn. Rồi là tiếp theo thì cũng bố mẹ các bạn ý cũng dần dần dẫn dắt các bạn ý tham gia cùng các cái hoạt động kinh doanh của gia đình, để xem các bạn ý phù hợp gì. Có bạn thì không phù hợp với kiếm tiền nhưng phù hợp với nhân sự chẳng hạn, thì cũng cho tham gia những cái thứ liên quan đến nhân sự. Thế thì khi các bạn ấy tham gia từ lúc 8 tuổi, 10 tuổi, 12 tuổi, 14 tuổi, 20 tuổi, thì đến khi các bạn ấy ra trường là 22 tuổi, 23 tuổi, thì các bạn ấy đã như là một người có 5 năm, 7 năm, thậm chí 10 năm kinh nghiệm rồi. Và các bạn ấy cũng đã hiểu về cái kinh doanh, hiểu về cái tài chính của gia đình các bạn ấy, của xã hội, của đất nước rồi. Thế thành ra các bạn ấy sẽ là những cái người tiếp nối được cái truyền thống của gia đình, gia tộc rất tốt. Và thậm chí chỉ sau vài năm sau thì các anh chị có thể chuyển giao lại cái gia sản ý, cái tài sản ý cho các bạn ý vận hành. Và từ đó cái việc chuyển giao là thành công, là thứ nhất. Thứ hai là chính các anh chị cô chú ý, thì lúc đó lại có thời gian dành cho bản thân mình, có thời gian gọi là tự do tài chính đấy. Tự do tài chính ở đây là có hai khía cạnh, một là tiền, hai là liên quan đến vấn đề thời gian. Đó, thì đấy là những cái mà tôi cho rằng là cái tư duy cần phải đổi mới. Được như vậy thì cuối cùng chúng ta mới có thể có được cái hiệu quả cao trong vấn đề quản lý gia sản. Vâng, cảm ơn anh Phục. Ở trong phần chia sẻ của anh Phục thì Nam nhận thấy một điều, đó là các bậc cha mẹ thực ra thì họ có lý do, họ có lý do để họ ngại nói chuyện với con mình về tiền bạc hay về cái công việc họ đang làm. Thì đánh giá về cái góc độ này thì chắc là có lẽ chúng ta cũng nên nhìn nhận đó là một cái điều hạn chế. Điều hạn chế ở trong cái câu chuyện là nếu mà cha mẹ muốn nói chuyện, muốn chia sẻ với con cái thì họ cũng phải có biết cách và có kiến thức về phần này chứ. Bởi vì không phải ai cũng, ví dụ có thể giỏi kinh doanh nhưng mà đó là cái, như anh nói, đó là cái một cái cơ hội hoặc một cái đặc thù gì đấy ở trong một giai đoạn. Đó, chứ không dễ dàng. Đó, thì ngoài cái câu chuyện này ra thì anh nhìn nhận là trong thực tế thì nó còn những cái thách thức gì khác của cái việc mà quản lý tài chính, đào tạo, giáo dục về tài chính ở trong các gia đình tại Việt Nam. Thực ra thì đúng như anh Nam có vừa mới nêu ra ấy, thì cái nguyên nhân lớn nhất đó là về câu chuyện ngay cả bố mẹ ấy, thì về cơ bản là cũng chưa hiểu và chưa làm được tốt về cái vấn đề liên quan đến quản trị tài chính, liên quan đến các cái tư duy tài chính. Bên cạnh đó nữa thì như các cụ đã nói, gọi là dao gọt thì dao sắc thì không gọt được chuôi đấy. Đó, thì câu chuyện ở đây nó còn liên quan đến về vấn đề là các cái kỹ năng về đào tạo, rồi là rất nhiều các cái vấn đề xung quanh và liên quan khác nữa. Đó, thì do đó rằng là muốn có thể là truyền tải, đào tạo cho các con tốt về tài chính, thì ngoài việc bố mẹ kèm cặp các con đi, thì cần phải tìm thêm những cái nguồn tài liệu, hay thậm chí là những cái nơi có thể gọi là chuyên về những cái vấn đề này để hỗ trợ bố mẹ. Thì từ đó kết hợp được cái thế mạnh của hai bên. Tức là bố mẹ cũng phải chủ động để tìm hiểu, đúng không ạ? Đúng rồi, cũng trước phải tự tiên trang là bị kiến thức cho mình. Bố mẹ là phải người phải đi học đã, chứ không phải là cái kiến thức, kỹ năng tài chính này là bản thân là tự có đâu. Rất nhiều người giỏi kinh doanh hay giỏi chuyên môn hay giỏi ABC, nhưng mà về cái kỹ năng tài chính thì họ chưa chắc. Đó, thì cái vấn đề câu chuyện ở đây hai vấn đề khác nhau: kỹ năng kiếm tiền khác và kỹ năng bảo vệ và phát triển tiền khác, hay kỹ năng kiếm tiền và kỹ năng đầu tư tiền thì nó cũng lại khác. Thế do đó là đầu tiên như anh nói, đó là bố mẹ cần phải học, cần phải trang bị cho mình cái đó đã. Rồi tiếp theo thì để có thể giáo dục đào tạo con thì cần phải kết hợp với những người giỏi về cái mảng đó, nhưng phải phù hợp cơ. Để từ đó có thể là vừa việc đào tạo văn hóa, đào tạo chuyên môn, kết hợp luôn với đào tạo tài chính. Bởi vì rốt cục cuối cùng tôi thấy thế này: tất cả các cái bố mẹ hay là tất cả phụ huynh định hướng nghề nghiệp cho con thì tới 90-mấy% cuối cùng mục tiêu định hướng nghề nghiệp để làm gì? Đúng không? Để có một cái công việc tạo ra gì? Đó, vừa giúp ích xã hội, nhưng cái vấn đề rất quan trọng của bất kỳ công việc nào, nó phải tạo ra tiền. Nó hơi trần trụi nhưng nó là một cái sự thật như thế.
Vậy thì tại sao chúng ta cứ mải mê đi về các cái câu chuyện về tập trung toàn bộ về những cái đào tạo văn hóa, kỹ năng liên quan đến tiếng Anh chẳng hạn, ngoại ngữ, kỹ năng mềm gì rất quan trọng. Nhưng mà cái kỹ năng quan trọng nhất đó là kỹ năng liên quan đến vận hành tiền, kiếm ra tiền, tiền đẻ ra tiền, thì chúng ta lại không đào tạo, chúng ta lại bỏ qua. Đó, mà trong khi đấy chính là một cái đích khá lớn để hướng đến cái đó. Nhiều người đều như vậy. Đúng không? Đa phần là như vậy. Đó, thì do đó là cần phải có những cái sự đó. Bên cạnh đó thì tôi chia sẻ thêm một vấn đề như này. Thì quý vị có thể xem các cái phim cổ trang hay đọc về lịch sử ấy. Tôi thì rất là cũng rất mê lịch sử, thì tôi đọc về cái vương triều Trần chẳng hạn. Đó. Vì sao mà ông Trần Hưng Đạo ông rất giỏi, rồi những người anh em con cháu ông rất giỏi? Đó là bố ông ấy có một cái mối thù đấy, với ông Trần Cảnh, tức là ông em ông vua. Đó. Nhưng mà cái đó không phải là cái tôi muốn nói ở đây, mà cái đó là một cái động lực để ông ấy đi mời tất cả những thầy giỏi nhất về đào tạo cho con. Và cuối cùng con ông ấy là ông Trần Hưng Đạo, là một vị thánh ở Việt Nam rất giỏi. Tương tự như thế, chúng ta có thể thấy rằng ở các cái bậc vua chúa ngày trước hay các cái quan chức thì họ làm gì? Những người tinh hoa nhất họ làm gì? Đó là họ mời những người giỏi nhất đào tạo cho con họ. Thì tương tự như thế, anh chị mà đã xây dựng được cái gia sản chẳng hạn, muốn con phát triển thì chúng ta cũng cần phải đào tạo cho con như thế. Nhưng lưu ý một điều là chúng ta đừng nên sa đà quá nhiều vào những cái kỹ năng mềm. Nó rất quan trọng, nhưng nó không phải tất cả. Đó, ví dụ tiếng Anh chẳng hạn, ok, nó rất quan trọng. Nhưng mà tiếng Anh để làm gì? Đấy thì tôi đặt câu hỏi như thế, đúng không? Để mục đích là có công việc, mục đích là con giỏi hơn để kiếm được tiền, rồi đóng góp cho xã hội nhiều hơn. Vậy thì ok, thế thì cái kỹ năng trực tiếp nhất đó là quản lý tài chính cho con, thì hãy trang bị cho con càng sớm càng tốt đi. Vâng, ở trong phần này thì nếu như quý vị anh chị mà có theo dõi Giới Phim từ lâu rồi, thì thường anh Phục hay là ekip của Giới Phim cũng có chia sẻ khá nhiều về câu chuyện của kỹ năng mềm, của tiếng Anh và cái kỹ năng hiểu biết tài chính. Thì có một câu hỏi Ezefin vẫn thường chia sẻ với anh chị là một câu hỏi mở thôi. Nếu như chúng ta sẵn sàng bỏ ra khoảng vài chục triệu, thậm chí là có những gia đình là trăm triệu một năm để cho con học tiếng Anh chẳng hạn, vậy thì mọi người sẵn sàng bỏ bao nhiêu để cho con học về tài chính? Đấy là một câu hỏi. Và nếu như những cái kỹ năng khác chúng ta coi nó là quan trọng, là kỹ năng mềm, thì quan điểm của Ezefin cho là cái kỹ năng hiểu biết tài chính ấy, chắc là nên coi nó là kỹ năng cứng. Vâng ạ, xét về lâu về dài đấy. Đó, thì bởi vì là như phần chia sẻ anh Phục có nói rồi, chúng ta học rất nhiều môn học, làm rất nhiều công việc chuyên ngành khác nhau, nhưng có một cái đích khá giống nhau. Đó, chúng ta có một câu chuyện về tài chính nó tương đối giống nhau. Đó, thì ở phần này thì Ezefin muốn là anh chị có một cái câu hỏi mở như vậy cho mình. Và quan điểm của Ezefin thì như chúng tôi ở đây là muốn coi cái câu chuyện về hiểu biết và kỹ năng tài chính nó nên là một thứ cần phải có. Và như vậy thì nó cần là một thứ gì đấy cứng chứ không phải mềm. Đúng ạ. Vâng. Ở phần cuối cùng anh Phục ạ, chúng ta sẽ nói nhiều hơn về những câu chuyện về mặt chi tiết hơn. Đó, những thứ có thể nói là sát sườn hơn với các quý vị anh chị ở trong câu chuyện của quản lý gia sản. Và đầu tiên chúng ta sẽ quay lại với cổ phiếu. Quay lại với cổ phiếu. Thì với góc độ của Ezefin thì nhiều lần chúng ta đã đưa ra quan điểm thế này. Cổ phiếu là một dạng tài sản rất dễ được thừa kế. Nó cũng, và kiến thức và kỹ năng tài chính thì cũng dễ truyền đạt, có thể được truyền đạt cho con cái bất kể các bạn đấy học gì, làm nghề gì, là nam hay nữ, và ở độ tuổi nào chúng ta vẫn có thể truyền đạt ở mức độ nhất định. Đó, thì đó là cái quan điểm mà của Ezefin đưa ra về góc độ của cổ phiếu. Thì liệu đây có phải là, anh đánh giá thế nào, liệu đây có phải là một ưu điểm của cái kênh đầu tư cổ phiếu đối với các gia đình mà nên xét đến hay không? Thực ra nếu mà tôi chỉ chia sẻ rằng là kênh cổ phiếu là một cái kênh bắt đầu cho các con để giáo dục tài chính, thì đa phần phụ huynh cũng như nhà đầu tư lại cho rằng cái tay này tay đầu tư cổ phiếu, thế thành ra tay cứ nghĩ nó là thế này thế kia. Nhưng mà tôi sẽ đi chi tiết hơn để giải thích đến với quý vị nhà đầu tư cũng như là anh Nam ở đây. Đó là cái câu chuyện như này. Ok, giáo dục tài chính cho con có rất nhiều cái công cụ thực chiến. Ngoài cái việc lý thuyết ra, ngoài việc thực hành ở nhà, chi tiêu, tiết kiệm, vân vân ra. Đó, thì cái kỹ năng đầu tư lại là cái kỹ năng mấu chốt trong cái quản trị tài chính để có thể giúp cái tài sản đó
vừa an toàn vừa phát triển mạnh mẽ đến tương lai. Thì chúng ta có thể đào tạo con bằng cách là mỗi tháng giao cho con cái nhiệm vụ là cầm tiền đến chi nhánh ngân hàng, phải cầm trực tiếp nhá, chứ không cho chuyển khoản. Tất nhiên là sau này con thạo rồi ok chuyển khoản, nhưng mà ban đầu để cho con thấy được cái kỹ năng tài chính, có thể hàng tháng là giao cho con 500 ngàn đến nộp vào cái sổ tiết kiệm chẳng hạn. Hay hàng tháng có thể là cùng con đi ra tiệm vàng mua đấy nửa chỉ vàng hay một chỉ vàng đấy. Hay hàng tháng có thể làm cái này cái kia. Những cái đó cũng rất quan trọng. Nhưng mà cái cổ phiếu thì nó lại hội tụ được nhiều cái hay hơn rất nhiều. Hay hơn ở chỗ nào? Thứ nhất là khi mà các bạn đi có tích sản cổ phiếu chẳng hạn. Nếu mỗi tháng mua 100 cổ phiếu nó cũng giống như gửi tiết kiệm cũng như mua vàng. Nhưng cái khác ở đây là khi người ta tìm hiểu về cổ phiếu ấy, thì các bạn sẽ phải tìm hiểu cái gì. Và tôi chia sẻ ở đây là dưới góc độ đào tạo tài chính cho các bạn, là dưới góc độ đầu tư giá trị, đầu tư cơ bản, chứ không phải là dạy con mình mấy tuổi đi lướt sóng, đi đầu cơ, đi đánh đấm. Thì cái không giúp con cái gì cả, mà chỉ hại con, làm tốn thời gian thôi. Đó. Thì ở đây là đầu tư cổ phiếu theo trường phái phân tích cơ bản, theo tích sản ấy, thì nó có những cái lợi như này. Thứ nhất, anh muốn đầu tư được cổ phiếu thì anh phải hiểu về vi kinh tế vĩ mô, anh phải hiểu về chính trị một chút, anh lại phải hiểu về, trong cái tìm hiểu doanh nghiệp thì anh lại hiểu về quản trị công ty như nào, anh lại hiểu về kinh doanh ra sao, anh hiểu về các ngành nghề, anh hiểu về gọi là văn hóa doanh nghiệp, rồi anh hiểu về rất nhiều thứ khác, rồi anh lại còn phải có cái kỹ năng liên quan đến tính toán định giá, kỹ năng liên quan đến đọc vị ban lãnh đạo vân vân. Thế thì con tham gia cùng bố mẹ tham gia cùng con, lúc này hai người cùng học, cùng hỗ trợ nhau, cùng đồng hành cùng nhau. Đó, thì con sẽ sau một cái thời gian 3 năm, 5 năm, 7 năm, thì dần dần những cái kỹ năng về kinh tế, về xã hội, về chính trị, về tính toán, về tất cả, nó sẽ ngấm dần vào con. Và tự nhiên con mình sẽ được gọi là có được một cái công cụ, hay là có được một cái kênh đầu tư. Trước tiên là nó sinh lời cao, bền vững. Sau đó là có thể là từ cái kênh đó thì có thể suy ra rộng sang các cái kênh khác. Ví dụ có thể tiếp quản bất động sản, có thể tiếp quản các cái kinh doanh của gia đình hay vân vân. Thì đấy là một cái điều rất quan trọng. Thì tôi cho rằng là khởi đầu bằng cái kênh cổ phiếu cũng là một cái điều gì đó rất tốt, và có thể nói là tốt nhất khi mà đào tạo tài chính cho con về cái mặt liên quan đến gọi là đầu tư ở đây. Tức là chúng ta có một cái công cụ, một cái cách làm mà giúp là có thể bắt đầu từ nhỏ. Các bạn ấy nhỏ tuổi cũng được, mà cái giá trị đầu tư của chúng ta nhỏ cũng được. Đúng. Và sau đó nó dần dần lớn lên cùng bản thân các bạn ấy. Đúng rồi. Và cùng bản thân của khoản đầu tư đấy. Đúng rồi. Và anh Nam này có một cái điều thú vị này. Ví dụ như là cái câu chuyện liên quan đến lãi suất kép, đúng không? Ai cũng biết. Ai cũng biết cái kỳ quan của lãi suất kép. Thì vừa rồi có một cái câu chuyện xảy ra liên quan đến một cái thẻ tín dụng. Người ta nợ ở đấy 8 triệu đúng không ạ? Sau mấy năm anh nhỉ? 10 năm à? Hay 9 năm? 10 năm đúng không? 11 năm thì nó thành 8 tỷ. Thì đấy là một cái kỳ quan của lãi kép đấy. Nhưng mà nếu mà chúng ta chỉ học chay bằng cách nhìn vào đấy bảo ui ghê quá, thế thì cuối cùng chúng ta cũng chả ai áp dụng được cả. Và thực tế tất cả các quý vị đây, ai tiếp xúc với cái lãi suất kép, ai biết nó là kỳ quan thứ 8 thế giới, nhưng quý vị đã áp dụng được chưa? Chưa, là bởi vì quý vị chỉ học chay thôi. Thì ví dụ như cái đầu tư cổ phiếu chẳng hạn, nếu đầu tư theo giá trị, theo cơ bản, hay là ngay cả việc tiết kiệm tiền thế thôi. Nhưng tiết kiệm tiền thì do cái mức sinh lời nó không cao, cần cái gọi là trí tuệ nó không quá nhiều. Thế thành ra cái mức độ lãi suất kép nó lại không đủ để mà tác động đến con quá nhiều trong tương lai. Nhưng nó cũng là một cái tốt rồi. Còn cổ phiếu nếu mà làm tốt, vận hành tốt, thì cái lãi suất kép, học cái lãi suất kép từ cái đó là cái tốt nhất. Đó, thì con sẽ ngấm, con sẽ trải nghiệm, con sẽ nhìn thấy cái tài khoản nó lớn dần lên. Ban đầu nó chỉ có 1 triệu thôi, thế mà sau 5 năm, 7 năm cùng bố mẹ đồng hành, quá cái nó lại lên đến 1 tỷ đồng, 2 tỷ đồng. Thế thì con thấy được cái hiệu quả, thấy được cái thực tế, thấy được kỳ diệu. Và chính con làm điều đó thì sau này con sẽ nắm vững được cái tài chính đó. Và không cần phải, bố mẹ không cần phải lo về cái việc là tài chính cho con sau này. Các bạn sẽ rất chủ động. Đúng rồi, đúng rồi. Vâng ạ, ở phần chia sẻ của chúng ta về câu chuyện cổ phiếu thì nó là cách tiếp cận khi chúng ta là cổ đông, có thể nói là những cổ đông nhỏ đi. Tuy nhiên, nếu câu chuyện như anh cũng có chia sẻ, nếu gia đình có doanh nghiệp thì sao? Đó,
Thì cái câu chuyện ở Việt Nam thì như anh cũng nói rồi, có khá nhiều gia đình bố mẹ có mong muốn là truyền lại cái doanh nghiệp đấy cho con. Tuy nhiên thì nó lại không dễ dàng như thế. Nhiều khi các bạn từ bé không được tiếp xúc, hay như anh nói, thậm chí bố mẹ chỉ nói qua loa thôi, không muốn con chỉ học thôi, việc này của bố mẹ sẽ kiếm tiền và cho con những điều tốt đẹp nhất. Đấy, thì cái câu chuyện này nó có vẻ nó khó khăn hơn những cái gì mà với những bậc cha mẹ mà ở cái độ tuổi có lẽ là đang muốn về hưu rồi. Đấy, thì anh có thể đi sâu thêm vào cái câu chuyện này, với khi mà nó khó như vậy, hoặc là với những gia đình mà đang gặp cái câu chuyện đấy, thì chúng ta nên giải quyết, nên tiếp cận và nên giải quyết câu chuyện đó như thế nào? Thực sự đây là một cái câu chuyện rất khó. Thì tôi hay anh Nam thì cũng có doanh nghiệp, nhưng doanh nghiệp chúng ta nó mới có mấy tuổi đời thôi, nó rất nhỏ. Thế thành ra là bảo là có kinh nghiệm về cái này chắc chắn là chưa rồi, không có. Nhưng mà cũng không phải vì thế mà chúng ta gọi là bỏ qua. Bởi vì chính vì thế cho nên là tôi cũng đi nghiên cứu rất là nhiều về các cái mô hình chuyển giao thành công giữa các thế hệ, giữa các gia tộc, gia đình. Thì thứ nhất thì không phải là con nào hoặc cháu nào cũng phù hợp với việc tiếp nhận cái doanh nghiệp đó. Đấy là điều đầu tiên chúng ta phải thừa nhận. Thế thành ra coi trong các con chúng ta thì chúng ta cũng có những cái kiểm tra, đánh giá xem rằng là bạn nào phù hợp. Có những bạn thì đúng là từ nhỏ sinh ra là các bạn ấy không phải là do môi trường đâu, mà chính bản chất các bạn ấy gọi là rất là nghệ sĩ chẳng hạn. Đấy, thế thành ra nó cũng không hợp với tiếp quản kinh doanh, thì có cố ép cũng không được, đúng không? Tuy nhiên thì thông thường là trong mấy người con thì thường lại có 1 đến 2 người lại cũng lại rất là phù hợp với cái việc kinh doanh đó. Thì chúng ta phải lựa chọn ngay từ đầu để làm sao biết được rằng con phù hợp chứ gì. Nếu vậy thì chúng ta bắt đầu đào tạo con. Thì đào tạo con bằng cách nào? Đó là bằng cách vừa lý thuyết vừa thực tế. Lý thuyết thì hãy để trường học dạy các bạn ý. Còn thực tế thì hãy để bố mẹ đồng hành cùng các bạn ý. Thì cái việc đồng hành này nó rất quan trọng. Đó là bố mẹ bắt buộc phải hy sinh một cái khoảng thời gian cho công việc thì dành cho con. Đấy là điều bắt buộc. Vậy thì dành con cho con như thế nào thì hợp lý? Thì đó là nếu bố mẹ làm kinh doanh thì thỉnh thoảng là liên quan đến việc là đàm phán với đối tác này, đàm phán với đối tác kia. Thế thì về bàn với con, về trao đổi, chia sẻ với con. Đấy, hôm nay là công ty là đi đàm phán với đối tác A để lấy hợp đồng này, hới hợp đồng kia. Sai lầm ở đây là gì? Hay là thành công ở đây là gì? Mấu chốt ra sao? Đó, ví dụ như thế. Hay là về cái vấn đề nhân sự chẳng hạn. Thì bố mẹ có tuyển nhân sự cho các vị trí ABC. Thế thì cũng về trao đổi với con. Đó là cái vị trí này này, cần những người như thế nào? Và hôm nay phỏng vấn gặp người A thì có đặc điểm gì, người B có đặc điểm gì? Vì sao mà người A phù hợp mà người B không phù hợp? Đó, thì đấy là trao đổi dần với con từ lúc còn tương đối nhỏ. Rồi là cái câu chuyện ở đây là nhiều anh chị kinh doanh bất động sản chẳng hạn. Thì bây giờ rất đơn giản, các anh chị định đầu tư bất động sản đâu, các anh chị bán với con. Ví dụ như là Vinhome vừa đang bán dự án ở gọi là Hải Phòng hay ở Hà Nội hay ABC. Các anh chị nếu có định mua thì các anh chị dắt các con đi cùng. Đó, lý do mua là gì? Thì các con hỏi các con đầu tiên là các con có thấy có nên mua không? Vì sao? Các con thì sẽ trả lời rất ngây thơ, ngây ngô. Vậy thì đấy lại là cơ hội giải thích cho các con. Đó, thì đấy là cái cách mà vừa học vừa hành. Học thì có thể để trường lớp đào tạo các con, nhưng hành thì bố mẹ phải dẫn dắt các con. Thế thì chỉ sau một cái thời gian 5 năm, 7 năm thì các con sẽ nắm được toàn bộ những cái liên quan đến cái cốt lõi kinh doanh của gia đình, nắm được cái truyền thống, nắm được cái văn hóa vân vân. Và từ đó là cái khả năng cao là sẽ có thể chuyển giao thành công. Còn để thành công được hay không, nó vẫn còn phải nhiều yếu tố khác nữa. Thì đây chính là cái bài học mà tôi cũng nghiên cứu được, không những ở nước ngoài, mà tôi cũng nghiên cứu được từ mấy cái gia tộc ở trong nước mà đã truyền được đến 4 đời một cách thành công. Vâng, ở trong câu chuyện này thì có lẽ như chia sẻ của anh Phục đó, thì nếu là câu chuyện của đầu tư cổ phiếu, nghiên cứu các doanh nghiệp mà không phải của chúng ta đó, mà chúng ta chỉ là một cổ đông ở trong đấy thôi, còn lại thì phần đội ngũ về hội đồng quản trị hay ban điều hành và ekip nhân sự là có những người khác thực hiện, nó sẽ là một bức tranh. Ở đây chúng ta có một bức tranh khác là một doanh nghiệp của gia đình, đúng không ạ? Đó, thì như góc độ của cá nhân Nam thì Nam sẽ thấy là cái câu chuyện đầu tiên về cổ phiếu nó sẽ là câu chuyện phù hợp hơn, chúng ta tiếp cận với nó. Như cái phần trước chúng ta đã nói là các bạn còn nhỏ, các bạn cũng có thể bắt đầu học được rồi, và nó sẽ cái
câu chuyện nó sẽ phức tạp hơn, nó sẽ hay là cái khối đầu tư nó sẽ lớn lên cùng các bạn ấy. Và khi mà các bạn ở một độ tuổi nhất định, ví dụ chẳng hạn là cuối cấp 2, như chúng ta đã có chương trình AZ Challenge dành cho các bạn học lớp 8 trở lên, lớp 8 lên lớp 9 đúng không ạ? Đấy. Và chúng ta cũng đã từng phải bàn bạc với nhau về câu chuyện là mấy tuổi hay lớp mấy thì bắt đầu phù hợp. Đó đúng không ạ? Đó. Thì có lẽ là nên bắt đầu từ cái góc độ như thế. Vâng. Và ở đây thì thưa quý vị anh chị, AZFIN thì là có thể nói là đơn vị khai sinh ra cái khái niệm tích sản cổ phiếu. Nó giúp cho cái hành trình đầu tư của chúng ta, của quý vị anh chị, của những anh chị ở trong cộng đồng theo dõi và đồng hành của AZFIN nó trở nên có gì đó nó dễ hơn, tĩnh hơn. Đó. Và lâu dài AZFIN tin là nó sẽ hiệu quả. Đó. Thì ở trong góc độ của câu chuyện về quản lý gia sản cũng thế. Có lẽ ở đây anh Phục và Nam ở đây không phải là để làm phức tạp hóa cái câu chuyện đấy lên. Đó. Vậy thì với một cái chiến lược quản lý gia sản tốt thì có lẽ anh Phục chúng ta cùng nhau chúng ta làm cho câu chuyện nó trở nên đơn giản, mềm mại hơn. Những cái tiêu chí cơ bản nên có của một chiến lược tốt sẽ là như thế nào? Vâng, về cơ bản về cái quản lý gia sản ấy thì tôi rất là đồng quan điểm với anh Nam. Đầu tiên chúng ta phải đưa ra những cái đơn giản nhất, đúng không? Khái quát nhất để chúng ta hiểu rõ. Thì trước tiên thì để quản lý gia sản được tốt ý, thì đầu tiên thì chúng ta cần phải là có cái, đầu tiên là phải quy hoạch được lại cái tài chính tài sản của gia đình mình một cách gọn gàng, dễ kiểm soát, dễ quản lý, để có thể sau này đây chính là một cái bước để chuyển giao một cách dễ dàng. Đó, ví dụ như trước đây thì chúng ta bỏ có những anh chị quăng đến 100 cái sổ đỏ, có 1-2 tạ chìa khóa để sau xe. Thế thì nó rất là phức tạp, anh chị còn chả biết nhà mình chỗ nào nữa. Đó, thế do đó là thay vì thế thì chúng ta lại quy hoạch về gọn hơn, nhẹ hơn, để dễ kiểm soát, dễ quản lý và khả năng sinh lời nó cũng cao hơn. Rồi sau này chuyển giao nó dễ hơn. Đấy là chỉ là ví dụ về bất động sản thôi nhé. Còn tương tự như thế, những cái thứ khác chúng ta cũng cần phải quy hoạch như đấy. Thứ hai là các anh chị cần phải xây dựng được, lập được cái gọi là kế hoạch tài chính, kế hoạch mục tiêu tài chính cho bản thân, cho gia đình trong 3 năm tới, 5 năm tới, 10 năm tới và cho con, cho cháu sau này. Đó. Và lập cái kế hoạch tài chính này nó cũng cần phải rõ ràng, cụ thể và các cái bước đạt được như thế nào. Và cái vấn đề thứ ba sau khi lập được các kế hoạch tài chính thì đến vấn đề gọi là chúng ta cần phải phân bổ tài sản. Đó, một cách phù hợp với cái năng lực của chúng ta, với cái mục tiêu tài chính của chúng ta và với cái xu hướng của xã hội trong tương lai là những kênh tài sản nào phù hợp. Và cái việc phân bổ tài sản thì tôi hay nói đó là đặt đúng vị trí của nó. Đó, tức là các cái kênh tài sản đó thì nó có đặc điểm như nào, nó phải phù hợp với những cái mục tiêu tài chính nhất định. Và sau đó thì đồng thời với đó thì cái câu chuyện cuối cùng đó là cái câu chuyện đào tạo cái lớp kế cận như chúng ta vừa bàn rất nhiều là như vậy. Để làm sao đưa cái lớp kế cận ý vừa có những cái kiến thức lý thuyết về tài chính tốt, vừa lại có những cái trải nghiệm thực tế cùng với bố mẹ, cùng với gia đình để sau này có thể chuyển giao thành công. Và sau đó thì chúng ta đạt được cái mục tiêu gọi là quản lý gia sản của mình. Vâng, cảm ơn anh Phục. Hết sức là đơn giản đúng không ạ? Chúng ta có khoảng 4 ý chính. Vâng. Đến từ đầu tiên là quy hoạch, rồi kế hoạch, thứ ba nữa là đào tạo. Đó. Thứ ba là phân bổ và thứ tư là đào tạo. Cái câu chuyện đào tạo liên quan nhiều đến cái tính thế hệ mà chúng ta bàn đến ngày hôm nay đúng không ạ? Vâng, cảm ơn anh. Vậy thì ở trong cái phần chia sẻ chúng ta đã nói đến góc độ của việc là các gia đình sẽ cần có những, ví dụ như bố mẹ sẽ có thể tự bản thân trang bị. Tuy nhiên nếu việc đấy nó khó quá thì sao? Nếu ở Việt Nam đây thì các gia đình có thể tìm kiếm cái sự tư vấn từ các cái nguồn nào? Thực sự về cái câu chuyện này là rất là khó. Tôi cũng đã đi nghiên cứu thị trường rất nhiều. Tôi cũng đến các cái bộ phận private banking, bank của các cái ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Thì private đó thì nó cao cấp hơn là khối khách hàng VIP priority, nó cao hơn cái level đó, tức là nó cao nhất đấy. Thì tôi đến đó thì về cơ bản nó dính một cái điều là như thế này. Ở Việt Nam ấy, ví dụ các bạn làm ngân hàng mà có bộ phận đó thì các bạn ý, tất cả các bạn đều tập trung vào bán các sản phẩm của ngân hàng. Đó, cũng giống như là
thông thường ở các bộ phận thường lấy các bạn tín dụng lên. Thế là các bạn tín dụng cứ bảo là ui anh là khách hàng gọi là private, anh vào đây em để anh gửi lãi cao hơn, anh có ưu đãi ABC, mà lại không nói đến cái câu chuyện quản lý tài sản rộng hơn. Tất nhiên họ cũng có nói nhưng nói qua thôi. Rồi tiếp theo nếu mà lại gặp các cái chuyên gia về tài chính ngoại là ở trong lĩnh vực cổ phiếu chẳng hạn, các ông thì lại suốt ngày người anh phải đầu tư cổ phiếu này, anh phải đầu tư cổ phiếu, anh bỏ tất vào cổ phiếu đi, thế thì cũng không phải là quản lý tài chính hay là quản lý gia sản gì cả. Đó, hay là tương tự đối với các cái công ty, các cái đơn vị khác cũng như thế, cũng như thế. Thế thì cái điều này nó rất là khó cho các cái bậc phụ huynh, khó cho chúng ta trong cái việc tìm kiếm cái việc tư vấn và quản lý tài sản. Thì trước mắt thì tôi cho rằng là các anh chị nên đầu tiên là phải tự mình tìm hiểu trang bị đã. Và cái tự tìm hiểu trang bị như thế nào thì đó là chúng ta hãy đọc về lịch sử của các cái gia tộc rất thành công trên thế giới, có rất nhiều tư liệu như là gia tộc Rothschild này, gia tộc Rockefeller này, rồi là gia tộc Walmart này, rồi vân vân này. Từ đó thì chúng ta cũng học hỏi được cái phần nào đó áp dụng vào Việt Nam. Bên cạnh đó thì nếu mà anh chị có cái việc câu chuyện liên quan đến cái quản lý gia sản này thì tôi cũng cho rằng là AZFIN cũng có thể hỗ trợ các anh chị một phần trong số đó thôi. Bởi vì như này, bởi vì AZFIN cũng có nghiên cứu như anh Nam vừa nói, thì cái chương trình ví dụ AZ Talent dành cho các bạn trẻ chẳng hạn, thì AZFIN thì đã nghiên cứu chương trình đó từ năm 2019 cơ, chứ không phải mới có, và cũng đã từng triển khai thôi. Đó, tuy nhiên bây giờ thì do một số điều kiện mấy AZFIN chưa tạm dừng triển khai. Nhưng mà đó thì AZFIN cũng có những cái sự nghiên cứu rất là kỹ càng, sâu sắc rồi, thì cũng có thể hỗ trợ anh chị một phần nào đó. Đó, nhưng tóm lại cái cuối cùng ở đây, đó là anh chị sẽ là những người chủ động và những người gọi là tác nhân chính để xây dựng lên cái việc quản lý gia sản này. Nhưng mà anh chị cũng cần phải biết sử dụng đòn bẩy, đó là những cái chuyên gia, những cái người phù hợp với cái từng cái vấn đề trong cái quản lý gia sản của anh chị, thì từ đó nó mới có hiệu quả cao được. Nó cũng giống như là câu chuyện ở trên thế giới đúng không ạ? Có rất nhiều tổ chức và thậm chí là cá nhân tham gia và trở thành những cái cánh tay đắc lực, những người hỗ trợ rất nhiều cho các gia đình, thậm chí là các gia tộc trong cái câu chuyện quản lý gia sản. Vâng, như anh Nam nói thì ví dụ như ông Bill Gates chẳng hạn, để ông có thể đi làm từ thiện khắp trên thế giới chẳng hạn, thì ông phải có một cái ông ấy phụ trách luôn toàn bộ mảng đầu tư cho ông Bill Gates. Ông Bill Gates chỉ việc đọc và duyệt thôi chẳng hạn. Đó, thế thì tương tự như thế ở Việt Nam cũng cần phải như thế. Thì cuối cùng anh chị khi mình có điều kiện rồi mình mới có thời gian tự do tài chính chứ. Đúng không? Đó, và hơn nữa là khi mà có những người chuyên nghiệp như thế thì rõ ràng cái hiệu quả nó sẽ cao hơn. Đó. Dạ vâng, cảm ơn anh Phục ạ. Và ở trong nội dung của câu chuyện chuyển giao di sản, cái tính thế hệ cũng như là kế hoạch cho tương lai như thế nào, thì ngày hôm nay AZFIN rất mong là quý vị anh chị có thể có một cái góc nhìn về cái tầm quan trọng. Đầu tiên là cái tầm quan trọng của quản lý gia sản, cái tính thế hệ, cái tính di sản của chúng ta lên kế hoạch mà chúng ta để lại cho thế hệ tương lai như thế nào. Đó. Và thứ hai nữa là cũng một số góc nhìn hết sức là khách quan của AZFIN, cũng mong quý vị anh chị là có được là chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu và chúng ta thấy được là cái thực trạng hiện tại như ở Việt Nam, các gia đình chúng ta gặp những khó khăn gì và nên làm thế nào. Trong cái câu chuyện của việc nên làm thế nào thì quay lại với cổ phiếu, anh Phục đã chia sẻ những góc nhìn rất thú vị đúng không ạ? Nó sẽ là một cái kênh đầu tư mà các gia đình ở Việt Nam có thể nhìn nhận là để chúng ta có thể bắt đầu rất là đơn giản, rất là sớm khi các bạn nhỏ của chúng ta còn ở cái độ tuổi có thể nói là tương đối nhỏ, thậm chí là tiểu học có thể làm được rồi. Đó. Và sau đó thì sẽ là cái hành trình lớn lên của các bạn, hành trình lớn lên của cái việc là cha mẹ và con cái cùng nhau đầu tư, cùng nhau tìm hiểu về thị trường. Như anh Phục nói là về thậm chí là về kinh tế vĩ mô, về chính trị, về văn hóa, về lịch sử. Đó, thì các bạn sẽ có một cha mẹ và con cái sẽ cùng nhau có một cái hành trình đồng hành với nhau. Đấy, qua nhiều năm. Thì đến câu chuyện tiếp theo, nếu như là các gia đình mà có các doanh nghiệp riêng chẳng hạn, thì nó cũng sẽ là một cái nền tảng rất tốt. Chúng ta có khoảng độ 5, thậm chí là 7 năm, 10 năm đồng hành cùng với con rồi, thì lúc đó có lẽ nó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều trong câu chuyện của việc là thừa kế lại một cái doanh nghiệp hoặc thậm chí là một cái đế chế gì đấy đúng không ạ? Vâng. Và ở phần cuối cùng thì anh Phục cũng đưa ra những cái góc nhìn và cái cách làm hết sức là cơ bản của một cái làm sao chúng ta có thể để lại một cái di sản mang tính thế hệ cho con cái qua câu chuyện của sự quy hoạch, kế hoạch hóa, phân bổ tài sản và
giáo dục tài chính. Vâng, vậy thì ở trong tập này, Ezefin rất hy vọng là quý vị anh chị, các cô chú có thể cùng nhau đưa ra những cái quan điểm, những góc nhìn ở phần comment ở phía dưới clip. Và hẹn gặp lại quý vị anh chị ở trong tập tiếp theo của series Quản lý gia sản cho người Việt.